Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Cuộc Sống Nhà Trọ. Hôm nay vợ chồng mình sẽ nấu món thịt xương, nấu canh canh bắp cải củ cải đỏ các bạn. Đây là thịt xương mình mua đây các bạn, giá 25.000 như đây, với bắp cải cải đây, củ cải đỏ đây, là ngò rí đồ với hành tôm nêm các bạn, ngon các bạn. Thôi mình tạm dừng tại đây để mình sắc xong cái mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Đây mình sắc nha, khúc khúc vậy nè các bạn, mình gỡ ra giống như đây, mình gỡ ra rồi nè các bạn. Vậy mình nấu canh mới ngon các bạn, mình chấm nước mắm ngon lắm các bạn. Đây bắp cải mình đã làm xong sạch sẽ, rửa sạch luôn các bạn, cua cái đỏ luôn các bạn, mình đã sắc rồi các bạn. Rồi đây hầm với ngò rí mình sắc sẵn luôn rồi các bạn. Rồi giờ mình lọc nước các bạn, còn thịt để mình rửa thịt luôn các bạn. Có rửa muối không vậy? Rửa chứ. Xương không cần phải sắc đâu, rửa rồi thôi à. Xương nấu canh sắc sẵn rồi. Giờ rửa sơn hả vậy, có rửa muối không? Khỏi phải không? Rửa muối chứ. Khỏi. Rửa muối hộp hai muối nhé. Rồi bây giờ mình bỏ thịt vô các bạn, thịt xương vô các bạn. Thịt xương như mình nấu trước cho chín cho ngon. Đó, một nồi thịt xương luôn. Có cái giò heo của vợ nữa nè. 10.000 ta. 10.000, rồi. Của em. Anh không ăn, biết không ăn thì không mua con, mua con cái à. Ừ. Đây, nồi thịt xương. Rồi, bây giờ vợ mình rớt bọt ra bớt các bạn. Rớt bọt dơ ra các bạn. Đây, nồi canh nè, thịt thịt ngon nè, thịt xương ngon nè. Ừ. Dạ. Ừ. Cái này gì? Rau chín á. Rồi, bỏ rau chín lên bỏ trước. Giờ mình bỏ cái đỏ vô luôn luôn các bạn. Hầm chung với thịt cho nó mềm. Cái đỏ. Thêm nêm nha. Nấu canh thịt xương. Còn bỏ giờ nêm luôn bây giờ. Ừ. Gì dặn dữ vậy? Ướt quá. Ừ. Cái gì nhốt dặn nhẹ nhẹ nha. Không, không bỏ bột nêm hả vậy? Không bỏ bột nêm đâu. Ừ. Bột nêm ai xin ngon hả? Thôi thôi, khỏi. Cái nước mắm đi ha. Ừ, nước mắm đó vậy. Mắm nó cho nó ngon. Trời ơi, chút chiếu đi trời. Chút chiếu đâu chiếu, mà nó thấm vô đây là ngon rồi. Ừ. Chừng nữa muốn cà phê cái gì. Ừ. Rồi xong. Ừ, bụng nó ghê quá. Bây giờ mình bỏ rau vô các bạn. Nồi canh chín nè, con làm này đó. Nước ít gì vậy? Thôi xẹp xuống à. Nước ít nó mới nhiều ít rồi. Có hai đứa mình ăn mà làm nước ít thôi, nhiều chi. Nó lộn bụng nó biểu không có ngọt nước không ngon. Ừ. Ui da nóng. Từ từ thôi vậy. Dạ ơi. Ừ. Rồi sắp chín rồi. Sắp ngon rồi. Sắp ăn được rồi. Ừ. Trời ơi. Rồi nồi canh chín nè các bạn. Rồi ngon lành rồi nè. Bỏ ngò rí vô nữa, thơm thích phải. Nhiều quá. Ngon rồi nè.
khó rồi nè. Rau cải dụng chín quá. Chực chực sực ăn hết luôn ha. Thì dạ bữa. Để làm gì đâu. Tắt bếp. Rồi, chín rồi, thôi tắt bếp thôi các bạn, dọn cơm ăn các bạn. Bây giờ mình múc ra rồi các bạn, ngon các bạn. Đã không? Thịt xương nấu canh bắp cải. Dạ mình ngồi nè. Dạ ơi. Dạ ơi. Rồi, bây giờ mình ăn cơm thôi các bạn. Dạo ăn cơm, cơm. Bữa cơm đơn giản mà ngon. Chỉ một nồi canh thôi được rồi. Dục cơm ăn luôn ha. Ăn mà dục luôn. Nó không khô ăn vậy? Khô dễ thích lắm. Để cho quýnh chân dòng chảy máu luôn nè. Me nữa. Ăn cơm đi. Me cỡ hoài à. Đi ra ngoài. Cái đập này bây giờ. Đi đi nghe, nghe ăn cái chạy vô và ngồi vô và kêu nó không kêu cũng lại đâu. Mặt nó người ta. Không bị nhà ngủ ngọng mãi. Tự nhốt phòng. Người chó này nè. Vô chơi nữa. Ăn đi. Uống chai chưa ăn cho chị em. Dễ dữ quá, hết chai nổi rồi. Ngã vào liền luôn rồi. Lấy vợ lấy cửa vợ. Cửa vợ. Nó là có 35 ngàn hay giờ. Nhà được nguyên 1 tỷ hay giờ. 2 tỷ nữa. Hay. Sao nằm nhai cọc cọc luôn vậy? Phải mới động nó ăn, nó còn sợ, nó không dám ăn. Phải dòng bún nó, ra nó. Ra hỏi, chạy á, cưa không rồi á. Hết nước rồi rồi. Bắt đầu cái miếng nhiều ngon quá.
ăn canh thì nó bỏ rồi. Nó rất cụ thể rõ vô bổ. Ra. Mồi lết lết từ từ bước rồi đó. Rồi xong hết mới là chúng cơm rồi. Con ăn hết rồi chưa? Giờ ăn hết gần chưa? Dạ thêm vậy. Còn được một tô đúng không dạ? Cái canh. Nó là đơn giản đó dạ. Đơn giản mà ngon mà bổ nó vậy. Dạ thấy sao ai cho gỡ cái chân người ta bị tày cái đè gỡ hoài luôn biết nào làm dạ gỡ lòng chứ gỡ gì đâu thật chưa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog cuộc sống nha trời. Để cho một show hôm nay vợ chồng nếu thích hãy đăng ký kênh để ủng hộ hai chồng và những các bạn. Quay mặt qua đây, quay mặt qua đây, quay mặt qua đây. Không được cái là cái bộ.